Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bình Thể Thao Văn Hóa. Câu chuyện Truy tìm dấu bộ tứ, chương 2, đi tìm một giải pháp. Mãi đến 5 giờ rưỡi hôm mới trở về, hoạt bát và tươi cười, trông anh thật vui vẻ. Trong vụ này chẳng có gì là bí ẩn lắm đâu, anh vừa nói vừa đón lấy tách trà tôi mới rót cho anh. Cái sự kiện xảy ra dường như chỉ chấp nhận có một lối giải thích mà thôi. Sao? Anh đã tìm ra lời giải đáp rồi à? Tôi mới chỉ tìm ra một sự kiện có ý nghĩa thế thôi. Còn thiếu một số chi tiết. Thật vậy, lúc tra cứu kho lưu trữ báo tham, tôi vừa phát hiện ra rằng Thiếu tá Sonto nguyên là sĩ quan thuộc Trung đoàn Bộ binh thứ 34, chết ngày 28 tháng 4 năm 1882. Có lẽ tôi hơi tối dạ thật, anh Hôm ạ. Nhưng thật tình, tôi chẳng thấy ý nghĩa gì trong đó cả. Không thấy à? Mời anh xét lại các sự kiện sau đây. Đại úy Morstan mất tích. Người duy nhất mà ông ta quen biết ở London là Thiếu tá Sonto. Nhưng ông này quả quyết là không biết đại úy có mặt ở Anh. 4 năm sau, Sonto chết. Trong tuần lễ tiếp theo sau cái chết này, con gái đại úy Morstan nhận được một món quà có giá trị rất lớn và năm nào cũng nhận được như vậy. Bức thư ngày hôm nay nói rõ cô này là nạn nhân của một sự bất công nào đó. Thế thì ngoài chuyện cha bị mất tích, cô gái này còn phải chịu đựng những thiệt hại nào nữa? Tại sao những món quà này lại đến ngay sau khi ông Sonto chết, nếu không phải là vì người thừa kế của ông này phát hiện ra được một bí ẩn nào đó, nên mới nảy ra ý muốn đền bù lại sự thiệt hại cho cô ta? Dẫu sao thì đây cũng là một cách đền bù kỳ quặc, mà cách tiến hành cũng lạ lùng nữa. Tại sao lại phải viết thư vào ngày hôm nay mà không phải là hồi 6 năm về trước? Còn vấn đề đền bù? Đền bù bằng cách nào? Bằng cách trả người cha lại cho con gái chăng? Ta không thể tin rằng người cha vẫn còn sống. Và người thiếu nữ kia là nạn nhân của bất cứ một sự thiệt thòi nào khác ngoài thiệt thòi mất cha. Vâng, có khó khăn đấy. Nhưng chuyến đi của chúng ta chiều nay sẽ san bằng tất cả. À, xe ngựa đây rồi. Cô Morstan ngồi bên trong ấy. Nào, chúng ta đi xuống thôi. Tôi chụp lấy cái mũ và cây gậy, Hôm lấy khẩu súng ngắn trong ngăn kéo cho vào túi. Morstan thu mình trong chiếc áo choàng màu tối, khuôn mặt thanh tú phớt xanh nhưng vẫn điềm tĩnh. Qua thư từ, cha tôi kể rất nhiều về Thiếu tá Sonto. Hai người chắc là phải thân nhau lắm. À, tôi vừa sực nhớ ra người ta có tìm thấy trên bàn giấy của cha tôi một tài liệu thật là lạ. Chẳng ai hiểu gì cả. Có lẽ ông muốn xem qua. Thưa ông, đây. Hôm cẩn thận mở tờ giấy ra, đặt lên đầu gối, vuốt lại cho thẳng thớm. Rồi anh dùng kính lúp xem kỹ mảnh giấy đó. Loại giấy này được chế tạo tại Ấn Độ. Đã có lúc nó được ghim vào một tấm bảng con. Sơ đồ vẽ ra giống như họa đồ một phần của tòa nhà to lớn, có nhiều lối ra vào và hành lang. Một dấu chữ thập nhỏ được đánh dấu bằng mực đỏ. Bên trên dấu chữ thập có chú thích. 3,37 tính từ bên trái, viết bằng bút chì. Ở góc trái, 4 chữ thập xếp hàng cạnh nhau. Cạnh đó, có ghi bằng nét chữ vụng về và thô kệch: dấu bộ tứ, Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan và Dost Akba. Không, thú thật là tôi thấy tài liệu này chả có liên quan gì đến nội vụ của chúng ta. Song có điều chắc là nó quan trọng. Chẳng thế mà nó được gấp xếp cẩn thận vào ví, vì mặt trái cũng sạch sẽ như mặt phải. Đúng vậy, tôi đã tìm thấy nó trong ví của cha tôi, cô gái nói. Thế thì cô nên cất giữ nó cho kỹ lưỡng, nó có thể được việc cho ta đấy. Tôi chợt có ý nghĩ là phải chăng vụ này còn sâu sắc và tinh vi hơn là tôi tưởng lúc ban đầu. Hôm thu mình vào một góc trên ghế xe ngựa, nhìn thoáng qua vầng trán hằn sâu những nếp nhăn và cái nhìn xa vắng của anh, tôi đoán ra là anh đang suy nghĩ lung lắm. Morstan và tôi đang nhỏ to về chuyến đi này và kết quả có thể có được. Nhưng Hôm vẫn giữ thái độ khó hiểu mãi cho đến cuối cuộc hành trình. Dạo ấy là vào tháng 9, buổi chiều tối cũng ảm đạm như ban ngày. Một màn sương dày đặc và ẩm ướt thấm sâu vào thành phố lớn. Từng cụm mây màu đất bùn lê thê trên đầu thành phố. Dọc theo phố Strand, những trụ đèn chỉ còn là những điểm sáng phân tán loãng và như tấm dầu hắt ra một khoanh sáng yếu ớt xuống lòng đường nhảy nhụa. Đèn vàng trong tủ kính chiếu sáng bầu không khí ẩm hơi nước.
tưởng chừng như có một điều gì đó khác thường trong cảnh diễu hành vô tận của những khuôn mặt buồn thảm hay hân hoan, âu lo hay mãn nguyện. Lướt nhẹ từ vùng ảm đạm ra vùng ánh sáng, để rồi lại rơi vào cảnh tối tăm mờ mịt. Những khuôn mặt ấy biểu tượng cho cả đám nhân loại. Bình thường thì tôi không dễ xúc động. Thế mà, cái ngoại cảnh ấy kết hợp với tính chất lạ lùng trong công việc đã khiến cho tôi phải xuống tinh thần. Morstan cũng giống như tôi vậy thôi. Hôm thì vượt lên trên những ảnh hưởng tương tự. Anh lật sổ tay, đặt lên đầu gối, đọc dưới ánh sáng của cây đèn bọc túi. Tại nhà hát Lyceum, thiên hạ chen lấn nhau trước cửa ra vào, dọc theo mặt tiền nhà hát. Xe cộ nối đuôi nhau thành một hàng dài. Các ông các bà xuống xe, súng xính trong bộ dạ phục. Chúng tôi vừa đến cột thứ ba là nơi hẹn gặp, thì một người đàn ông nhỏ thó, tóc vàng sẫm, cải trang làm người đánh xe ngựa, tiến lại gần chúng tôi. Các ông là người đi theo cô Morstan. Tôi là Morstan, còn hai ông này là bạn tôi. Gã ngước mắt nhìn chúng tôi, ánh nhìn soi mói lạ thường. Xin cô cũng miễn lỗi cho, hắn nói với giọng có phần hơi sắc sược. Nhưng cô phải lấy danh dự mà bảo đảm rằng trong hai ông đây không ai là cảnh sát mới được. Tôi xin bảo đảm đúng như vậy. Gã huýt lên một tiếng lanh lành, một đứa bé dắt lại cỗ xe và mở cửa. Gã leo lên chỗ của người đánh xe. Chúng tôi ngồi vào bên trong, lập tức gã quất ngựa, chạy với một tốc độ điên cuồng. Hoàn cảnh chúng tôi kể cũng oái oăm thật. Chúng tôi đang đi đến một nơi nào không biết, với những lý do cũng không rõ. Đây là lời mời hay một trò bịp bợm, hoặc đây là bằng chứng cho thấy rằng có những sự việc quan trọng đang được chuẩn bị. Morstan có vẻ quả quyết hơn bao giờ hết. Tôi tìm cách làm cho nàng khuây khỏa bằng một vài mẩu chuyện phiêu lưu của tôi hồi còn ở Afghanistan. Nhưng tôi cũng hồi hộp muốn biết nơi mình đến, nên câu chuyện tôi kể cũng đâm ra lộn xộn phần nào. Lúc đầu tôi đã theo dõi hướng đi của chúng tôi, nhưng về sau do sương mù, do tốc độ xe và sự hiểu biết hạn chế của tôi về London, tôi không thể nào theo dõi được nữa. Chỉ biết có một điều là chúng tôi đã đi được một đoạn đường khá dài. Hôm vẫn bám sát lộ trình, anh gọi thầm tên các khu phố và những con đường quanh co mà xe chúng tôi băng qua. Đường Rochester giờ là công viên Vanh Xăng. Ta đang đến đoạn đường cầu Vassohol. Dường như ta đang chạy về phố Surrey. Vâng, quả đúng như vậy. Bây giờ ta đang chạy trên cầu phía dưới lấp lánh ánh nước sông. Thật vậy, chúng tôi có thể nhận rõ một đoạn sông thêm hắt bóng một cách yếu ớt mấy ngọn đèn đường. Nhưng rồi xe đã qua bên kia cầu, đi vào những con đường quanh co khúc khuỷu. Chà, cuộc điều tra sẽ đưa ta đến một khu phố chẳng sang trọng lắm. Thật vậy, các đường phố chẳng có chút gì hấp dẫn cả. Nét đơn điệu của những ngôi nhà gạch thẳng hoặc mới được điểm bằng một vài quán cà phê ở ngã tư đường. Tiếp đến, những tòa biệt thự hai tầng hiện ra giữa mảnh vườn bé tí hon. Rồi lại đến hàng dài bất tận những ngôi nhà mới tinh, màu sắc loè loẹt. Sau cùng, chúng tôi dừng lại trước căn nhà thứ ba trên một con đường xe mới ngoặt vào. Những căn nhà khác có vẻ như chưa có người ở. Căn nhà chúng tôi dừng lại cũng tồi tàn như mấy căn nhà ấy. Nhưng cửa sổ nhà bếp có ánh đèn leo lét. Chúng tôi vừa gõ cửa thì một gia nhân người Ấn Độ đầu chít khăn vàng lụng thụng trong bộ y phục có thắt lưng cũng màu vàng ra mở cửa. Chủ nhân tôi đang chờ đợi quý ngài. Cùng lúc, một giọng nói lanh lành và chói chang cất lên từ bên trong. Mời họ vào, đưa họ vào đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy like và subscribe kênh Bình Thể Thao Văn Hóa để đón nhận những video mới nhất của chúng tôi.